Annie Benzerice, nữ cảnh sát cương quyết và chính trực. Paul Ulrich, cựu sĩ quan luôn dằn vặt với quá khứ đau khổ. Frank Samuel, tên tội phạm nguy hiểm đang vướng vào một vụ án mạng. Ray Vencoro, thám tử tài ba bị đeo bám bởi quá khứ tăm tối. Một vụ án kỳ lạ đã dẫn dắt bốn con người xa lạ đến với nhau. Họ sẽ phải tìm kiếm và hóa giải một loạt những âm mưu, sự phản bội ở vùng đất xinh đẹp California. Sau thành công của phần 1, Thám tử chân chính phần 2 trở lại với nội dung và dàn diễn viên hoàn toàn mới, được chắp bút bởi nhà biên kịch Nick Pizzolatto và đạo diễn Justin Lin. Được đánh giá là đỉnh cao của phim truyền hình trinh thám, Thám tử chân chính phần 2 sẽ được phát sóng tại Việt Nam cùng giờ công chiếu với Mỹ lúc 9 giờ sáng và phát lại lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần, duy nhất trên kênh HBO.